Hôm nay tôi đã 80 tuổi rồi mà còn phải lao động để nuôi em và nuôi vợ. Kinh tế là khó khăn. Khi nào mưa xuống thì nhà dốt hết, phải dậy ngồi để mang thau chậu về hứng. Khi nào tạnh thì mới được nằm. Ốm yếu hay đi nằm viện suốt, không có tiền đi. Ông út cũng bị tâm thần, thấy cái gì cũng vứt. Vâng, gia đình ông Trương là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Tô Múa. Vâng, ông là hội viên cựu chiến binh. Mình ông làm lụng để nuôi em trai bị tâm thần, rồi vợ cũng có tuổi. Gạo thì nhà không đủ ăn, phải nhờ con cháu chu cấp mỗi tháng được vài ba cân, xong rồi đi đào thêm sắn, thêm ngô về độn thêm vào thôi. Nhà thì trời mưa gió thì gia đình phải dùng các cái loại xô chậu để hứng nước, để khỏi ướt nhà, ướt giường. Tôi cũng mong muốn là các anh chị mạnh thường quân trên khắp mọi miền Tổ quốc dang rộng cánh tay giúp đỡ để cho ông Trương cùng gia đình có cái chỗ che nắng che mưa trong những ngày giông bão. Gia đình ông Trương rất là hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền địa phương rất là mong báo dân trí phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ ông Trương có nhà ổn định để cuộc sống ổn định hơn và có nhà để tránh mưa gió. Tôi cũng mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, nhất là bạn đọc của báo dân trí hỗ trợ làm sao để cho ông bà Trương là bớt đi những cái khó khăn, nhất là khắc phục, trước mắt là khắc phục được cái nhà ở cho ông bà, khắc phục được cái nhà ở cho ông bà để ông bà có lúc mưa thì ông bà có chỗ để khỏi phải là lấy chậu, lấy các loại dụng cụ của gia đình để đựng nước nữa, và cũng không phải lúc mưa lại phải lấy cái bạt để che riêng cái giường ngủ để được giấc ngủ. Thì cũng một lần nữa xin được mong, kính mong các bạn đọc của báo dân trí là hỗ trợ cho gia đình ông Trương, cũng thay mặt cho gia đình ông Trương cũng xin được, nếu được thì cũng xin được chân thành cảm ơn.